Chiếc két sắt mini Bofa điện tử màu xanh. Chiếc két sắt được sử dụng tính năng khóa điện tử cao cấp, giúp cho chúng ta trong quá trình sử dụng thao tác rất là thuận tiện. Khi mở két sắt, đầu tiên chúng ta chỉ việc ấn nút thăng, sau đó các bạn nhập mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng vào, đồng thời kết thúc bằng nút thăng để hoàn thành. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc sắt ra ngay. Ngoài cái tính năng mở được chiếc sắt này ra, thì khi mà chúng ta đang sử dụng, nếu như chẳng may các bạn có bị lộ mã số, thì ở phía sau cánh cửa có một nút màu xanh, các bạn chỉ việc ấn vào nút màu xanh này. Kế tiếp đến, chúng ta ra bên ngoài màn hình, các bạn nhập mã số mà chúng ta cần thay đổi vào. Giả sử mã bảo mật của mình là số 147258, thì mình chỉ việc nhập mã số bảo mật này, sau đó kết thúc một nút thăng để hoàn thành. Vậy là chúng ta đã đổi được mật khẩu của chiếc sắt ra thành công. Ngoài cái tính năng nêu trên, thì chiếc két sắt của chúng ta còn được sử dụng thêm cả tính năng mở được két ra bằng cơ nữa, để phòng khi các bạn đang sử dụng, nếu như két có bị hết pin hay quên mật khẩu, thì chúng ta vẫn thao tác mở được chiếc két sắt ra như bình thường. Để mở được bằng cơ, chúng ta cậy cái nắp ngụy trang này ra bên ngoài. Sau khi cậy nắp này ra xong, các bạn chỉ việc cắm chìa khóa giải cứu vào, sau đó chúng ta xoay chìa khóa giải cứu về phía bên tay trái, đồng thời các bạn xoay cái núm vặn này sang bên phía bên tay phải. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc két sắt ra ngay bằng cơ. Và sau khi mở được két ra bằng cơ rồi, thì nếu như két của chúng ta có bị hết pin, thì các bạn có thể mua 4 viên pin ở các cửa hàng tạp hóa để các bạn có thể lắp vào trong đây để chúng ta thay luôn. Và ở bên trong của chiếc két sắt thì là một khoang không gian nội thất ở bên trong được bọc da vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Và đồng thời có thêm cả cái lỗ bắt vít để chúng ta có thể vít cố định vào trong tường hoặc là vào trong tủ để chống việc kẻ gian khênh két sắt đi của chúng ta một cách dễ dàng. Và ở bên trong, nhà cung cấp thêm cho chúng ta một cái gói chống ẩm để khi mà các bạn để những đồ vào trong két sắt thì tránh bị ẩm mốc theo thời gian. Và ở đây thì có một chiếc khay. Chiếc khay này thì chúng ta có thể di chuyển lên xuống để chúng ta có thể sử dụng lúc phân chia được đồ đạc ra và không bị lẫn vào nhau. Ở bên ngoài của chiếc két sắt thì được phủ một lớp sơn nano màu xanh chống xước, đảm bảo rất là bền màu và chống mong chóc theo thời gian. Như các bạn có thể thấy là sơn rất là bền. Và két sắt thì phủ một lớp thép rất là dày và chắc chắn.